cả nhà. Bây giờ thì gia đình Mai với chị là sẽ dẫn các cô chú anh chị và các bạn đi thăm Chinatown ha, khu phố tàu ở đây. Và trước tiên thì mình sẽ Li Giang Xu. Mới đọc tên mình nó muốn xỉu luôn. Li Giang Xu. Đó thì mình sẽ đi ăn lẩu trước, sau đó thì mình sẽ đi dạo một vòng, rồi mình đi massage, rồi mình đi về khách sạn ngủ. Hôm nay thì Mai đi đâu Mai sẽ quay đó. Trời cả nhà ơi, đây là trung tâm của Boston của chính chị ha. Cứ nói chắc là sắp nói tới Philadelphia rồi. Mọi người thấy kia là cái lạp hát nè, Paramount rất là lớn ha. Mai nghĩ cái đó là theater, Mai không biết nữa, Mai không biết nhưng mà Mai đoán thôi cả nhà. Thì mọi người cũng thấy cái đường Boston nó sẽ không có thẳng, cô chú chị thấy không? Đang giữa đường tự nhiên cái có một cái tòa nhà nó mọc lên vậy ha. Yun Yun Spa. Yun Yun. Yun Yun Spa or Lizzy's Spa. No. I say hot pot first. Hot pot over there, I remember. Okay. Đó. Thì giữa đường tự nhiên nó có một cái tòa building mọc lên vậy thôi, thì đó là lý do cô chú anh chị biết lý do tại sao không? Tại vì hồi xưa là Boston này 3/4 diện tích của Boston là biển. Người ta đã phải mở rộng biển, người ta mở rộng, người ta đổ những cái đá đất gì đó lên để người ta làm cho cái bùn nó trở thành là đất liền, và người ta build mở rộng thành phố này ra dần dần. 3/4 diện tích của Boston là biển á cô chú anh chị ha, là họ được mở rộng ra sau này thôi. Do đó thì cái quy hoạch của nó sẽ không có được bài bản, người ta nhiều khi nó đường nó rất là cong queo và nó rất là nhỏ luôn. Đây là cái khu phố người Hoa ha. Đó. Khách sạn của Mai thì cũng khá nằm gần cái khu phố người Hoa. Hi. Go this way. Cái bãi cây này. Bãi đi như là vũ bão vậy. Ở cả nhà thấy cái tòa nhà đó cổ dễ sợ. Giờ yes, rất là nhiều cái tòa nhà cổ kính. Do you feel like you're on vacation? Yeah. You want Dunkin'? No, my husband wants that. Trời ạ, là hỏi thích Dunkin' Donut đâu đấy không? Chỉ có chồng tao thích thôi. Tao không có thích, ok. Trời ơi, tự nhiên hôm nay đi hai đứa đi chơi cái vui quá cả nhà. Where the wine, rượu vang. Dạ. Phở Pasteur, I used to eat there. Đó, nhà hàng Phở Pasteur của Việt Nam cô chú chị. Nha. Mỹ Thái vegan cà phê nữa. Thấy không? Đây là khu Chinatown đó. Mỹ Thái, đây là phở Pasteur nè. Cái phở này là cái phở cũng khá là nổi tiếng ở đây ha. Nhưng mà hôm nay Mai không ăn phở mà Mai ăn lẩu. Đây có điểm sắm nữa nè cô chú anh chị. Wow. Penang, Sheda. Penang Malaysia cruise. Cuisine, Penang. Hả? Empire Garden. Supermarket. Khu này là khu người Hoa Kim Hoàng. Điểm sâm. Họ bán vàng cô chú anh chị ơi. Bánh mì da phở. Bánh mì hương quê cô chú anh chị thấy không? Rất là nhiều tên Việt Nam ha. Ở đây là Đan Thanh. Tiệm vàng Đan Thanh đóng cửa rồi. Đây Li Jiu Su Hot Pot. Mai sẽ ăn quán lẩu này. Li Jiu Su. Hai đứa mình là rất là ham ăn ha. Hợp với nhau lắm cô chú anh chị. Here chị ra. Go here, yes. Here. Rồi, sớm quá chắc chưa có ai ăn đâu. Two people please. Two people? Yes. Because you have about 2 minutes. Rồi họ đóng cửa cả nhà ơi. Họ nói là họ chỉ còn mở cửa tới 2 phút nữa thôi vì họ nghỉ break time. Yeah. Cô phở. Dạ con chị đã kêu đang ăn phở đi. You pick up this guy up, there's wrong phở. You want another hot pot or no? Where? Let's see, I don't know. Google that. Đây cả nhà, bây giờ thì mình đóng cửa rồi, mình phải đi ăn phở thôi. This is just to go. Go. Cái đó là chỉ. Oh, you want the Chinese food? It's up to you. No, phở, ok. Chị Đà thích ăn phở. Và chị Đà Vietnamese girl. Xin chào. Xin chào mọi người, đó xin Vietnamese. Đó. Chị Đà rất là giỏi nha, đây là giống như là cô gái Việt Nam. What to go here? Yeah, this is Phở Pasteur. Yeah. Phở, phở, phở. Đây là lần thứ hai quay lại đây rồi. Hello. Hello. Oh, nghe mùi thơm phở rồi đó. Thơm lắm. Dạ. Đây cô chú anh chị. Đó. Không gian của quán Phở Pasteur. Đây là lần thứ hai. Lần thứ ba đi quay lại đây rồi đó. Cảm ơn anh. Đó, cô chú anh chị thấy không? Cái này là duyên số thôi, mình rất là muốn ăn lẩu nhưng mà cuối cùng là ông trời nói là hôm nay phải ăn phở. 682 Washington Street ha. Hanoi, Huế, Sài Gòn. Sài Gòn. Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Aha. Sí, aha. Đó đây. Em ăn đây là lần thứ 34 gì rồi đó. Tại vì mỗi lần tới đây là mỗi lần ăn phở Pasteur. Mỗi lần tới Boston là ăn phở Pasteur. À, anything to drink, chị đó? Or you want bubble tea later? No. No? Thank you. No, thank you. Anh có nước mía hay gì không? Không có nước mía. Có nước dừa. Có nước dừa. Cho em nước dừa đi ha. Dạ. Yeah. Còn chị Đà uống gì? What want to drink? You want coconut? Bơ tươi, bơ tươi á. You want avocado smoothie or coconut milk? No coconut milk, coconut juice. Two coconut, hai cái nước dừa thôi được rồi. Dạ. Là em với nó uống nước dừa hết nha. Dạ. Cảm ơn anh. Nước dừa. Dạ. Thôi, anything for appetizer? Nước dừa. Say nước dừa. Nước dừa. Nước dừa. Thai boxing hot to learn. Would you like some appetizer? You want spring roll? So no chả giờ bò lụi hay gì? Bò lụi là nhiều không anh? Biết. Ok, ok, bò lụi. Bò lụi. Dạ, yeah, that's it ha. Vậy thôi, nhiều quá ăn không hết. Dạ. Cảm ơn anh dạ. À, quán này dễ thương các chị ha, thấy Mai với chị Đà chụp hình tự sướng, các chị đó chị lấy chụp hình cho hai đứa mình luôn. Anh rất là vui, rất là niềm nở. À, dạ, vô ăn mừng tour tham quan ngày hôm nay. Chúc mừng. Thơm, anh kêu thơm. Đây cả nhà, anh này anh thấy chị Đà tới, anh đem cho chị Đà mấy trái ớt nè, mấy ớt tươi nè. Còn phở thì ra rồi, đợi bún bò thì chưa có ra ha. Đây mà nhúng cái nước tái xuống cho nó chín đã. À, nhúng xuống. Mai thì không thích cái tái này nó chín, nó sống lắm nên thành ra là nhúng xuống cho nó chín. Ôi trời ơi, mê ăn quá mà cái tô bún bò bưng ra của ông thèm quay nó quên cả nhà. Đây là bò lụi ha, giờ mình order 3 món. Mời cả nhà ăn nha, mình cũng đảo nát ra rồi. A few moments later. Đây cả nhà ơi, mình ăn xong rồi, bây giờ mình đi thôi. Go over there, I think go over there. Take picture, because you don't have the receipt, right? No, you... Nói chung là hai đứa tụi mình sẽ chia đôi chi phí nên cứ tới đâu là đi chụp hình lại cô chú anh chị ha. Thank you. Thank you. Bye bye anh, cảm ơn anh. Ui trời ơi, uống cái ly nước dừa vô tới tự nhiên giờ nó lạnh quá cả nhà. Bây giờ là Mai với chị Đà sẽ đi dạo một vòng. À, coi Chinatown có gì ha. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ một vòng để coi Chinatown. Chinatown here chị Đà. Go to Chinatown. No, Chinatown this. Đây là Chinatown ở Boston là như vậy nè cô chú anh chị ha. Thì Mai cũng dẫn mọi người đi Chinatown. Tại vì ở đây là có nhiều nhà hàng châu Á. Thì Chinatown. Oh my god, smell so bad. Mấy cái nước rác này cái. Ở đó có cái tiệm Bubba Tea. Spicy walk. You like it? No, not mala. Mai rất là thích cái mỡ là của người Trung Quốc, nhưng mà I have Vietnamese cuisine here, eat phở. Yeah, eat phở. Vietnamese cuisine. Phước Vân nè, cô chính chị thấy không? Tiệm vải nữ trang Phước Vân. Wow. Lần này Mai đi hình như là cái Chinatown này nó đang sửa chữa. Trên này là cái chỗ đậu xe cô chú anh chị. Khó tìm chỗ đậu xe lắm. You know the way to go back to the hotel. Mai ghẹo nó, Mai hỏi biết đường quay trở lại khách sạn không? Nó chưa biết chứ. Tin nó đi. Washington. Okay. Đây, ở đây có Vietnamese sandwich nữa nè cô chú anh chị thấy không? Có bánh mì sandwich của Việt Nam ha. Ra thì Mai không có thích phở ở cái chỗ này cho lắm cô chú anh chị ha. Tại vì nó không có được ngon, mặc dù nó là trong top gì Mai cũng không biết. Và nằm trong những cái nhà hàng phải thử nhưng mà nó không có ngon cả nhà ơi. Đấy, nhưng mà rất nhiều nhà hàng Trung Quốc ở đây. Nhà hàng Việt Nam cũng nhiều nữa cả nhà. Why do you know chế đà? Chế đà nó nhìn thấy người Việt nó biết nha, nó nhìn thấy cái mặt nó biết. Yes, she's speaking Vietnamese. The face. That you want to take picture there with the gate of Chinatown. Ở đây, they have hot pot here too. Hey, this restaurant is good to New Golden Gate. Because you like noodle, you remember after hot pot and you say phở 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 phở. I don't know another. Mày nói là cái nhà hàng này cũng ngon lắm cô chú anh chị, cái nhà hàng New Golden Gate này nè. Nó hỏi chứ sao vậy không chỉ đi. Mày nói chứ tại vì lúc nãy đi ra cái nhà hàng phở xong nó chưa mở cửa là mày đòi ăn phở, đi nhà hàng lẩu chưa mở cửa mày đòi ăn phở 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 rồi. Phở 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 phở. Đây có nhà hàng hot pot là buffet cô chú anh chị, ăn đủ thứ luôn, cái đó cũng được mà Mai không thấy ngon, mà chị Mai á, chị họ Mai á rất là thích ăn cái nhà hàng này luôn. Đây cô chú anh chị, đây là khu phố người Hoa đó. Nên là ở đây họ bánh cờ này cô chú anh chị thấy không? They play the chơi đó. They play the chess here. Đó. Rất là nhiều người chơi đánh cờ. Go take a picture. Ở đây họ chơi đánh bài nữa, cô chú anh chị thấy không? Bài của người Trung Quốc á. Mấy cô chú anh chị lớn tuổi. Yeah. Đó, mấy người đây là nơi tụ tập của những người lớn tuổi ha. Mai chụp cho con trai đà cái tấm hình ở đây coi. Đây là cổng chào của Chinatown ở Boston này cô chú anh chị thấy không? Ở bên này có những cái bức tranh thủy mặc, tranh gì đó. Ở đâu thì cũng vậy, mọi người thấy thường là tới những cái khu Chinatown này thì hay có những cổng chào ha. Rồi ngồi chơi chim bồ câu nè. Quá trời chim bồ câu luôn, ai cũng chụp hình cái cổng chào này hết trơn á. Đây, bà trai đà bắt đầu đi bộ qua tới khu này nữa. Nothing to go here. Đây là giống như cái công viên cho mấy đứa nhỏ chơi cô chú anh chị ha. Nó chèo leo chim bồ câu quá trời luôn. Này ở Việt Nam chắc đem nấu cháo bồ câu á, cháo bồ câu đậu xanh ha cả nhà ha. Mà nhớ ở Vũng Tàu có cái món đặc sản. Nhà chơi đà nó nói nó muốn coi người ta chơi đánh bài, tại vì chơi đà nó mê đánh bài lắm cả nhà. Don't ask them, let you join, okay? Mày nói đừng có xin người ta chơi nha. Đó, ta chơi đánh bài tiếng lên cô chú anh chị ha. Giống như bài tiếng lên vậy đó. Bốn, đúng rồi, chơi tiếng lên. 6. You know how to play that? I don't know. I know how to play too. Đây Mai với chị Đà tưởng là biết chơi nhưng mà thật ra là đứng coi một hơi là không biết chơi của chính chị. Không biết là họ chơi theo quy luật gì khác với lại quy luật bài tiến lên của mình. Hả? Beautiful, ok. Nó kêu chỗ này đẹp lắm. À đúng rồi. Có thác nước kìa. Chính xác. Giống như công viên vậy đó. Nó kêu tre nè. Ở bên Mỹ này cây tre cũng sống luôn á cô chú anh chị, có cây chuối nữa. Chị Đào nhà nó có cây chuối đó cô chú anh chị thấy không? Đây nè. Thấy không? Họ làm cái thác nước nhân tạo. Đây. Thác nước đây. Cô thấy phía chưa? Ok. Bà này bà nói là bà thích cái thác nước. Tại vì thác nước làm cho bà thoải mái. Feel good. Cái đi condo chơi đà. You can buy a condo here to live. Uh-huh. For the cars or for the dogs. Yeah, see? Uh-huh. You can buy one here to live. Mới nói đây là chung cư nè, chị Đà có thể mua một căn ở đây để sống. Đây cả nhà ơi, bây giờ Mai với chị Đà sẽ đi tìm chỗ massage. Trời ơi, buồn ngủ quá tại vì nó thì thức dậy từ 4 giờ sáng, 4 AM. Còn Mai thì thức dậy từ 5 giờ sáng. Hai đứa nào cũng nôn hết. I wake up at 5. Yeah. Nên là bây giờ đứa nào cũng buồn ngủ hết. Chắc là mình sẽ tìm chỗ massage xong rồi cho người ta massage mình ngủ ha, ngủ một giấc khoảng 1 tiếng xong rồi mình ra mình đi dạo. Mình đi dạo nữa. Đi dạo một dạo. Đó cái đến chị Yun Yun Spa. Chợ đó của người Trung Quốc ha. Chị Đà nó kêu tại sao chưa gì hết mà kêu là kết thúc rồi. Thì ra là nó ngay đó luôn. Nó không kết thúc sao được trời ơi. Bó tay. Đây là cái tiệm massage hôm nay gia đình Mai đi, Mai với chị Đà đi ha, Yun Yun Spa. Mình sẽ đi vào trong này. Nói chung là tiệm đại thôi cả nhà, tới nào gần thì mình tới thôi. Waxing facial massage. Ô là trời. I don't know. Chị Đà nó hỏi mày chắc không? Nó tao không biết nữa, nó kêu để đi ra đây cái nè. I think so. I think okay. Open 7 days a week, 10 AM to 10 PM. Ring doorbell. Over there. After 7 PM. Okay. No, not this one. No, not this one. Massage? Yeah. No. It's after 7 PM. Okay. Sau 7 giờ là mình bấm cửa. Wow. Này giống như ở đâu á cả nhà. Có khi nào cho mình happy ending không? Happy ending là massage ấy á. Yun Yun Spa. Này giống như chung cư vậy đó. Xong rồi người ta ở đây luôn. Người ta làm spa đây luôn. Đúng rồi. Đây là căn hộ chung cư. This like condo. Chinese people live here. That's why smell you know. Hàng chi nghe mùi giống như mùi nhang. Hai cô chú anh chị, khu này giống như là cái nhà của người ta ở, giống như mấy cái chung cư của người Trung Quốc á. Xong rồi cái có một cái chung cư thì người ta làm thành cái massage ha. Chị nói là bây giờ bận rồi nhưng mà 5 giờ mới trở lại. Ok, giống như là đi vô hang ổ. Yeah. I feel like really China there. I feel like I go to China. Ý như mình có cảm giác y như là mình đi tới Trung Quốc vậy cô chính chị, cách những cái tòa nhà của người Trung Quốc ở, rồi nghe mùi nhang. You smell the something. Nghe mùi giống như của người Trung Quốc. Ở đây ngồi chờ thôi. Oh my god, cô chú anh chị hai đứa ngồi đây cười cười đau bụng luôn á. I feel like I'm in China, really in China. Vô trong đó giống như là nguyên một cái làng Trung Quốc ở trong đó của chính diện người ta sống. Những cái văn hóa. Hai đứa là phải chạy ra coi. Chứ là nó hỏi mày chắc không? Chạy ra kéo cửa chạy ra nhìn, nhìn vô thôi ấy. Chắc rồi đó đi vô tiếp. It's a happy ending. It's a happy ending. Giống như là mấy chỗ mà xa trá hình nó coi chứ không chị. They have a man there too. Mày nói cho nó có đàn ông á mà xa cho dây đàn. Thôi bây giờ mình đi dạo một vòng nữa đi rồi cho nó xuống hết rồi mình đi massage ha. Chứ mình ngồi đó mình đợi làm gì, mình đi chơi mà. Đó, cái điện thoại của nó hết pin rồi nên nó cầm điện thoại của Mai, giờ là nó cứ chỉ vào cái mặt của Mai để nó mở khóa không à. Khổ ghê á. Hai đứa này giống như là nhà quê ra tỉnh vậy đó. Đây là you want happy ending massage. Shock. Mai hỏi nó muốn massage mệt không? Nó kêu không, tao sốc lắm. Oh my god. Really funny. Cái nhà hàng này cũng ngon nè, của chính chị ai mà ở Chinatown thì bữa mới thấy là New Golden Gate ăn cũng ngon. No. Ok, let's go. Để mình đi coi thử coi cái massage khác ở gần đây coi nó có rảnh không. Đây có quán Wagyu Ramen Shake. Mai với chị là sẽ đi coi một cái nhà hàng, một cái quán massage khác thử coi sao. Một cái quán massage khác thử coi, nếu mà nó rảnh hoặc là nó sạch sẽ hơn thì mình sẽ vô đó luôn. Chứ nãy mắc cười quá, hai đứa ngồi cười nửa tiếng đồng hồ mới đi nổi đó cả nhà. Ôi giời ơi. Sugar Tiger Garden. Nói chung này ở they have Sugar Tiger Bubba Tea too. There. Have Sugar Tiger. See? They have Tapu too. Ok. Đây là bãi đậu xe Chinatown nè cô chú anh chị. Mày nhớ hồi xưa mày đậu xe ở đây nè. Lúc đó là năm ngoái ha. Trời mưa nữa chứ. Trời ơi khổ dễ sợ. Ok. Đây là nó chỉ. This one mala. Yeah. Go. Ở đây quán trà sữa toàn ở dưới hầm vậy không mà cả nhà. Chắc tiền rent mắc á nên thành ra là người ta sửa cái hầm lại, người ta cho thuê. Khu này cũng trung tâm mà. Có điều là khu phố người Tàu thì người ta để cũ kỹ vậy chứ người ta không có sang sửa gì nhiều. Để mình đi qua khỏi khu phố người Hoa luôn nha. Ôi là trời, rất là nhiều kỷ niệm khó quên. Hai đứa lúc nào cũng trải nghiệm những cái trải nghiệm mới chung với nhau. Nó tưởng Mai đi lạc, nó phải chạy ra nó tìm Mai. Khu này có vẻ là sạch sẽ hơn cái khu phố người Hoa lúc nãy ha. Đây cả nhà, đây cũng là một cái khu giống như khu Trung Quốc vậy đó cả nhà ơi. Mình thấy là cái khu này bây giờ họ Trung Quốc họ mở rộng quá lắm nha. Mình đi bộ bao nhiêu phút để họ bán đồ nè. What? Không. Trời ơi. Này là dưới tầng hầm Rose Hill Spa. Có vẻ sạch sẽ khả thi hơn chỗ kia chút xíu. Đây cô chú anh chị ơi, mới đầu thì người ta lấy tiền là người ta nói là được. Sau một hơi cái đi vô nói với một người kia để tìm thêm hai người massage đó. Thì cái chị kia nói là có hẹn rồi. Cái nói là bây giờ làm từng người được không? Mà nói không, tại vì mày đi hai người. Nói là đi hai người. Mày nói là mày đi hai người thì mình phải massage cùng một lúc. Chứ bây giờ mà massage từng người đâu có được. Ai mà ngồi chờ một tiếng đồng hồ. Sao mày nói là một tiếng sau quay trở lại được không? Không, tại vì mình còn phải đi chỗ khác nữa cả nhà ha. Mình còn phải đi ăn, đi uống, đi chơi nữa chứ không lẽ cứ chỉ có chờ massage không thôi. Thôi bây giờ mình lại đi bộ quay trở ngược lại cái chỗ kia để mình massage. Thôi. Khổ thiệt đó nha. Khổ với cái công cuộc massage này quá. Hai đứa từ Mai nó thôi chịu đời không nổi luôn á. Đi qua đi lại. Nãy giờ cái trải nghiệm massage này có vẻ hơi mệt. Thôi quay trở lại cái điểm đầu tiên thôi. Đây rồi chứ anh chị, mày đã quay trở lại cái chỗ happy ending này rồi. Nó giỡn thôi nha cả nhà, cái chỗ massage này nó cũng khá là bình dân. Nó khá là bình dân thôi. Tired. Ok. Mệt ghê cả nhà. Tôi như ở Trung Quốc luôn á nha. Đó, thấy chưa? Đó. Y như ở Trung Quốc luôn cả nhà, thấy không? Ghế nè. Cô chú anh chị, ông Phước Lộc Thọ nè, giống kiểu của người Trung Quốc ha, giống y như nhà Trung Quốc luôn. You sell something here right, from China? Xong mày cả nhà ơi. You feel good, you feel good. So good, so good right? But she let me get inside the room that is waiting for the door. After that, I'm hot, you know. I'm so hot in there. Yeah. That's why they leave the door open for me. Nói chung là massage rất là đã luôn cô chú anh chị. I fall asleep a little bit, you know. You too? This is good. Nói chung là hai đứa đi đường xa là bây giờ massage quá trời đã luôn. Nhưng mà the first time when the guy come out, we couldn't feel it. Another guy is in another room opposite to me is the guy too. Lúc mà nãy chị Đạt tới cô chú anh chị, thấy có một bạn nam ở trong phòng á. Lúc mà mở cửa đi ra thấy bạn nam đi ra. Yeah. Mai với chị đã hết hồn, chị đã kêu thôi đừng có tới đây nữa nha. Nhưng mà thật ra là massage rất là đã luôn. Do you think it's happy ending? I think so. You think so? Oh. Okay. Yeah, that's the problem. Yeah. Đây cả nhà, Mai với chị Đà đi vô đây mua bánh. Hi, this one good because last time I buy it here already. The roll here. This one easier. It's easier like every time you eat you finish you throw it away. Yeah. Mình sẽ mua mấy cái bánh. Two, one for you, one for me. Để mang theo lên núi, nếu mà có đói bụng thì mình ăn á cả nhà. Nên là Mai với chị Đà sẽ ghé mua bánh cái đã. And let's take a look at it now. Đây có bánh kem, đủ thứ hết. I just need that. What do you think? Mà chỉ cần vậy thôi là hai cái bánh bông lan cuộn là xong rồi đó. À, ở đây có. You want a bag? Yes, please. Wow. Ở đây có gì đây? Ở đây có bánh gì đây? You want this one? Say đó. That's good too. Okay. Last one? Yeah. Mai với chị Đà đi mua một vòng coi có cái gì thêm nữa không, để ngày mai đi lên trên núi ăn. Đấy. Xong rồi, bây giờ mua bánh xong rồi nha. Bây giờ tới đi ăn lẩu của chú anh chị. Vẫn còn đói nên là đi ăn lẩu tiếp. Tại nãy ăn phở không có ngon nên bây giờ đi ăn lẩu thôi. Đây cô chú anh chị tới cái quán lẩu rồi. Okay, now they open for us. Yes. Rồi bây giờ là mở cửa rồi nha. Nhất định là phải ăn nha. Ăn. Dạ. Đó. Mình phải chờ thôi. Waiting, yes. Đây cô chú anh chị ha, Mai quay lại cái quán lẩu này, bây giờ là bếp không có còn đóng nữa rồi. No, two đi, right? You want two or you want one? Two. I doesn't care, but I little one like Li Jiu Su. No. It's the same this one, right? I don't know. I choose that and you choose another one, okay? Oh, not finished. Huh? Not finished together. I know, but I chew one soup bay and you chew one soup bay. Okay. What you like? Mà mọi chọn cái nước lẩu cay cay. I choose one spicy already, right? Let me see. Which one is spicy more? No veggie. Li's house special soup base. Yeah, that's one and another no spicy. You choose. This one. This one you right? Yes, yes. Đây cô chính chị, trong cái này mình sẽ chọn từ cái American. You want American? You okay. Want New Zealand? American. American. New What's, what is whatever? Or whatever. I try this one. Okay. Okay. Oh, what's that? Oh no, this is traditional hot pot dish. They have everything here. I don't know. They have blood? No, no blood. No. Hi, this one what's this? Soup. No, that's not soup. That's like the tan. Oh, no. Octopus. No. You like it? No. Okay. So. Yeah. That is sausage hot dog. Seafood. Let's see seafood. What they have? Oh, they just have that. Nothing more. All the meat. That's it. Duck. I don't really like duck in the hot pot. If you will. Like you eat today with no, I'm done with that. That's it. We can order more later. You know. Now I. Oh yeah, send it. Okay, send to the kitchen. Đó, cô chú anh chị, mình order trên này là bao nhiêu là mình tính tiền bấy nhiêu ha. We will prepare you order. Okay. Gotcha. Okay. Li Jiu Su Hot Pot. Cái này bữa Mai cũng ăn ở Canada mà Mai khen ngon á cả nhà. Em hôm nay Mai quay lại đây Mai ăn thử coi nó có ngon giống như bên Canada không ha. Để họ có mấy cái loại soup base là cái, nhưng mà nó ngộ cái là bên Canada là mỗi người sẽ có một cái thố lẩu riêng ha. Còn bên này thì ăn chung. Đó, cái Mai chọn 2 ngăn, 1 ngăn cay, 1 ngăn không cay. Rồi mình sẽ order. Trong này là họ có rất là nhiều loại ha. Mình có thể order thịt nè, rồi seafood nè, rồi rau nè, đó. Ô. Đây mình đi ra mình lấy nước sốt đây cả nhà. Cái quầy nước sốt này là 2.99 một người ha, mình pha tiền tới đâu là mình tính tới đó. Cái này Mai nghĩ giống như kiểu của Hai Đi Lao á cô chú anh chị. Tính tiền sốt ha. We can take whatever right? Even dessert too right? 2.99 một người là làm dessert thì nọ cũng được. Cái này là gì trời Mai không biết luôn á, không có chili powder. This is oil, only oil. Wow. Yes. Đây cả nhà ơi, đây là sốt ha. Và các loại tráng miệng, có chân gà, có đồ đỡ thứ đấy. Sriracha, yes. Cái này là súp coconut milk, súp ở bên kia kem thì cả nhà. Cái này là nước oil. Okay. Enough. Yeah, okay. Không biết ăn sao luôn á cả nhà, tại vì thấy nó ngộ hơn mình. Wow, lẩu tới đây cả nhà ha. Một bên là cây nè, một bên là lẩu nước gì đó, Mai không biết chơi đảnh lấy cái gì nữa. Đây là chân gà. Tiếp tục ra tấn công. Đây mà cả nhà ăn lẩu chung với 2 đứa tụi Mai nha. Coi nè, cái đũa họ để trong cái này nhìn cũng lịch sự quá ha cả nhà. Cái đũa này dài dễ sợ luôn, coi đũa của chai đà kìa. Đây cả nhà thấy không, họ để cho mình một cái khay này để mình đựng đồ, nhìn nó ngon hấp dẫn không? Coi lẩu của Mai ngày hôm nay nè. Tôm này để trên cái mấy cái tôm, mấy cái cá này họ đều để trên cái nhìn nó đẹp đẽ sạch sẽ quá hả? What's this? Ui, so cute. Đây cô chú anh chị nhìn thịt bò nè. Cái tray này là 30 đồng á ha. Wow. Coi nè. Đúng là ấn tượng ha. Từ năm 2000 cái lẩu này ra đời, từ năm 2000 bên này ấn tượng hơn bên Canada cả nhà ơi. It's so good. Look at that. Beautiful right? What? I think like that like. Đây có một con ghệ Thái đó phục vụ hang lẩu rất là ngon ha. Wow, đúng là kỳ nghỉ này, đúng là kỳ nghỉ ý nghĩa luôn cô chú anh chị ha, đúng kỳ nghỉ luôn, ăn ngon, chơi vui. Do you feel like you on vacation? Yeah, like we eat the good food, right? Good massage. Chị là nó nói là nó đang tưởng là nó đang đi nghỉ mát ở Trung Quốc nha cô chú anh chị. Ah, so good. Sao mà họ làm vậy được trời? Hay quá ha. Đẹp thiệt luôn á. It's so beautiful, yeah. But the beef, when you eat, you just put it down, don't do it. Right, right. You need to change your behavior. Quá trời ngon, cả nhà thấy không? Wow. Eat it. Right, you're smelling like that, right? So good. Ngon quá cả nhà. Ơi, mời cả nhà ăn lẩu chung với Mai với chị Đà nha. Yeah. Yo, 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 yo. I can't do anything. Yo. Yo, 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 yo. U là trời, nó ngon quá cả nhà ơi, nó cay. Nào mày ăn hết một nửa miếng thịt bò đây, cả Mai với chị Đà, chân gà cũng ngon nữa nha. Mấy đứa này bây giờ nó ăn cay dã man luôn, không có cay là nó không có khen ngon. It's good chị đó. Cô chú anh chị ơi, hai đứa này nó ăn no không chịu nổi luôn rồi. Mà nó cay nữa chứ không. Ôi, cay quá. Vẫn còn rất là nhiều rau với tàu hũ chưa có ăn xong nè cô chú anh chị. Nhưng nói chung là lẩu ở đây nhìn rất là sạch sẽ và nhìn rất là ngon luôn ha. Này chắc bữa ăn này cũng $100 hay gì đó, khoảng vậy hoặc là hơn ha. Mà không biết nữa, tổng nhiêu, how much total? See? Then you can pay there. Này cả nhà, này rất là tiện ha. Khi mà mình muốn kêu mấy bạn phục vụ tới thì mình nhấn cái nút là call the way service đó cô chú anh chị. Nhưng mà bạn gọi rồi thì nó là request sent đó. Bạn nó tới rồi đó. Yes, one check out please. Thank you. Mình xin mình bấm vô nút đó, xong rồi nói là check out hay là mình có cần cái dịch vụ gì thì mình bấm vô. Mình nói là check out thì người ta đem tới đây nè. Để mình cho mọi người xem. Bữa ăn ngày hôm nay là thiệt hại hết 123 đồng 87 cent. Ơi, cho tiền bo nữa là chắc phải 160 ha, 160, 170 gì đó. Hai đứa mà ăn cũng dữ quá trời cả nhà. Mới mốt order ít hơn nha, order hơi bị nhiều rồi đó. We order a little bit too much chị. Đi về thôi cả nhà ơi, bây giờ đi về khách sạn đây, no quá no rồi. Từ chiều đến giờ rớt xuống này ăn 2-3 lần rồi đó. Đi tới Boston là chỉ để ăn thôi đó, là càng quét Boston là ăn sạch Boston luôn cả nhà. Bởi vì hai đứa này nó ngày càng mập lên là vậy đó ha. Ai. Đó cô chú anh chị thấy không, bây giờ ở hả? Đây là không gian cái bên ngoài quán lẩu nè. Quán lẩu này nói chung là đồ ăn tươi ngon, mọi người thấy không? Chờ nè, trời ơi thấy người ta chờ quá trời chờ luôn. Wow, ta chờ từ trong ra tới ngoài luôn. May là Mai với chị Đà tới sớm nên thành ra là không có phải chờ ha. See long line rồi. Rồi Mai với chị Đà nói là đang ở vacation ở Trung Quốc. Ni hào, ni hào. Hào la, hào la. À, lại la, lại la. Hào ma. Yes. À, không khí buổi tối nè cô chú anh chị. Oh, yeah. I'm sorry. Trời ơi, nói chung là Boston về đêm cũng vui lắm cả nhà. Đó, thấy đẹp không? Đèn đuốc quá trời luôn. Cũng nhiều người đi bộ lắm, Boston cũng khá là dễ thương ha. Khách sạn Mai ở thì not this one. Ok. Nó cũng gần với lại trung tâm. Yeah. Right. The Ritz Carlton right here. Yeah. Thôi về tới nhà rồi. Đây cả nhà, buổi tối vui lắm nha. Buổi tối đây quán bar đông vui lắm. Người ta ngồi đây người ta chờ quá trời. No, thank you. Let me ask him. Do you have hot tub here? Đây cả nhà thấy không, dễ thương không? Đó, không khí ngồi ngoài đó chờ. Let's go see the hot tub. Just a hot tub. Don't swim because swim too much not good. Bây giờ Mai với chị Đà đi về chắc thay đồ đi lên hot tub chơi quá. Cô chú anh chị, đây là cái sport club ha cô chú anh chị. Yes, bên here, chị. Ở đây thì có chỗ tập thể dục, có hồ bơi, có đủ thứ, có hot tub. Mai đi coi trước đã, nếu mà được thì mai xuống, mai đi xuống đây ngâm bề một nước nóng, còn nếu không thì thôi. Vậy là mày ra hỏi thì không có cái hot shop hay cô chú anh chị, ở trong đó có nhà hàng, có này nọ đẹp lắm, nhưng mà tại mày không có quay, cũng ngại mọi người ha. Ồ, đây là spa too. Họ có massage đó, mình không biết, mà massage trong này chắc mắc lắm. Có hồ bơi nè, có fitness nè, mình có thể tập thể dục ở đây nha. Thôi bây giờ mai với Dây Đà chắc là tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai cho chuyến đi khởi hành ngày mai sẽ đi sớm cô chú anh chị đó. Mai cũng xin kết thúc video của Mai ngày hôm nay tại đây nha. Một video chỉ có ăn đến với ăn thôi và massage. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.